Chào mừng các bạn đến với bài giảng Topo Đại Cương. Hôm nay mình sẽ giảng cho các bạn về không gian liên thông, định nghĩa về không gian liên thông và rất là nhiều ví dụ. Chúng ta đã biết rằng là trong giải thích thực, chúng ta đã học ba cái định lý rất là quan trọng mà có rất là nhiều kết quả trong giải thích được suy ra từ ba định lý này. Định lý thứ nhất là định lý về giá trị trung bình. Có nghĩa là nếu như các bạn có một hàm số liên tục f từ khoảng đóng AB đến R, và nếu như R nhỏ nè là một cái số nó nằm giữa hai cái giá trị tại hai điểm đầu mút FA và FB, thì luôn luôn tồn tại một cái giá trị trị C nằm trong cái đoạn AB nè, sao cho FC bằng R đó, cho nên ta gọi đó là định lý giá trị trung bình. Định lý thứ hai là định lý về cực trị, nói rằng là một cái hàm số liên tục từ cái khoảng đóng AB đến R thì luôn đạt cực trị trên miền xác định của nó. Và định lý thứ ba là định lý về tính liên tục đều, và nói rằng là một cái hàm số liên tục từ khoảng đóng AB vào R đó, hàm thực đó, đó thì nếu như mà nó liên tục thì nó liên tục đều. Đó. Các bạn biết rằng liên tục đều là mạnh hơn liên tục, nhưng mà định lý này nói rằng là một cái hàm số từ cái khoảng đóng AB tới R là liên tục thì sẽ liên tục đều. Ha. Rồi, thì khi mà các bạn học giải tích đó, thì chúng ta thường nói về ba cái định lý cơ bản quan trọng này nè, như là định lý của hàm liên tục. Tuy nhiên, chúng ta chú ý rằng tất cả ba cái định lý này nè, thì nó không chỉ phụ thuộc vào cái tính liên tục của hàm F, mà nó còn phụ thuộc vào cái tính chất của cái miền xác định AB của các bạn ở đây. Đó, thì cái miền xác định AB này nè, nó phải là cái khoảng đóng. Đó, một cái khoảng đóng mà nó là compact trên R. Đó, thì cái tính chất của cái tập nguồn AB này của các bạn nè, để mà chúng ta có ba cái định lý này nè, thì nó là cái tính liên thông và tính compact. Mà trong cái học phần này, và trong phần này chúng ta sẽ học về tính liên thông và tính compact của một không gian topo bất kỳ. Và sau đó chúng ta sẽ khái quát ba định lý này lên trong trường hợp tập nguồn của các bạn là một cái không gian compact và liên thông bất kỳ ha. Rồi, bây giờ định nghĩa nè các bạn, cho không gian topo X, chúng ta gọi là một cái tách của X. Tách này viết tắt của từ separation tiếng Anh đó, thì các bạn tra trên mạng đó thì các bạn sẽ thấy được cái định nghĩa của nó bằng tiếng Anh luôn ha. Thì chúng ta gọi một tách của X là một cặp hai tập mở khác rỗng rời nhau U và V, sao cho U hợp với V bằng X. Rồi tóm lại là một tách của X là gì? Một tách là một cặp hai tập mở, mở nghe các bạn, phải mở mà khác rỗng rời nhau mà hợp của nó là bằng x đó, thì chúng ta hình dung ra được rất là dễ đúng không? Tách có nghĩa là bạn có một cái cặp mà hợp lại nó phải bằng x, mà các cặp này phải rời nhau nè, mà hai tập này phải là hai tập mở khác rộng hơn các bạn đó. Và định nghĩa nè, một không gian topo x được gọi là liên thông nếu như không tồn tại một tách nào của x. Liên thông như là các bạn hình dung ra là nó phải thông thương với nhau đó. Nhưng cho nên là cái định nghĩa này rất là dễ hình dung. Nó liên thông nếu như mà bạn không thể nào tách nó ra được thì nó là liên thông ha. Rồi, bây giờ nè, từ định nghĩa chúng ta có ngay các nhận xét quan trọng sau đây. Theo định nghĩa nào các bạn, X là liên thông nếu như mà không tồn tại một tách nào của X. Như vậy thì X không liên thông khi nào? Khi là tồn tại một tách của X, đúng không? Cho nên khi x nó không liên thông có nghĩa là x nó phải là hợp của hai tập mở không rỗng rời nhau trong x. Có nghĩa là bạn tách nó được ra một cái không gian topo x là không liên thông khi các bạn tách x ra được bởi hai tập mở rời nhau ha, hai tập mở không rỗng rời nhau á. Và khi mà x không liên thông nè thì x được tách bởi hai tập mở rời nhau g và h, thì ta viết là x bằng gh như thế này, g gạch cái h,
giống như là các bạn hình dung ra được là nó không liên thông thì nó bị tách bởi hai cái tập G và H ha. Rồi, cái nhận xét thứ hai, nếu tồn tại một tập khách rỗng vừa đóng vừa mở G trong X mà khác X đó, thì X là không liên thông. Lý do vì sao? Vì nếu như tồn tại tập G nè, là tập mở mà nó cũng đóng luôn thì X hiệu G, nó là mở đúng không? Như vậy các bạn nhìn nè, G với X hiệu G này là một cặp hai tập hợp mở, mà hợp với nó là hợp lại với nhau là bằng X, mà nó rời nhau nữa. Cho nên trong trường hợp này, các cặp này nè là một tách của X. Vì vậy cái nhận xét số 2 này là như là một cái định nghĩa tương đương để cho các bạn chứng minh một không gian nó không là liên thông. Thì để chứng minh một không gian không là liên thông, bạn cần phải chỉ ra một cái tập vừa đóng vừa mở mà khác rỗng và khác cả không gian X luôn ha. Rồi, nhận xét thứ ba nè, một không gian topo là liên thông khi và chỉ khi rỗng và X là các tập duy nhất vừa đóng vừa mở của X. Các bạn biết rằng một không gian topo thì hai tập rỗng và X luôn luôn là vừa đóng vừa mở. Thì theo cái nhận xét thứ hai này, nếu như tồn tại một cái tập mà khác rỗng và khác X mà nó vừa đóng vừa mở thì X là không liên thông. Cho nên ngược lại, nếu một không gian là liên thông thì nó chỉ có hai tập vừa đóng vừa mở, duy nhất của nó là rỗng và X mà thôi. Rồi chúng ta đi vào các ví dụ về không gian liên thông mà. Ví dụ thứ nhất nè, với một cái tập X khác rỗng thì không gian X với topo tầm thường là liên thông. Vì sao? Vì topo tầm thường là cái topo mà chỉ có hai tập rỗng và X. Cho nên là trong trường hợp này, bản thân X chỉ có hai tập mở vừa hay hai cái tập mà vừa đóng vừa mở duy nhất là rỗng và X. Cho nên các bạn sử dụng cái nhận xét số 3 này nè. Đó, thì khi đó là X là liên thông. Chúng ta đi vào ví dụ thứ hai. Không gian topo mà chỉ gồm một phần tử thì luôn luôn là liên thông. Bởi vì sao? Không gian topo mà chỉ gồm một phần tử thì cái topo duy nhất trên không gian này á là topo tầm thường. Cho nên các bạn sử dụng ví dụ số 1 này thì chúng ta suy ra được nó là liên thông. Ví dụ số 3, cho X là một tập hợp có nhiều hơn một phần tử thì khi đó không gian X với topo rời rạc là không liên thông các bạn, không liên thông. Topo rời rạc là gì các bạn? Topo rời rạc là topo, nó là họ của tất cả các tập con của X. Thì trong trường hợp này nè, các bạn lấy một cái tập A bất kỳ khác rỗng của X thì các bạn lấy phần bù của nó, của tập A này, nó cũng chính là một tập mở trong trong X, bởi vì các bạn đang xét topo rời rạc đó. Cho nên là trong trường hợp này cái bộ A và X hiệu A nè là một tách, đúng không? Là một cái tách, một tách của X đó. Hay là nói cách khác, các bạn có thể giải thích một cách khác là trong trường hợp này tập A là khác rỗng và vừa đóng vừa mở, tại vì A là mở nè, mà X hiệu A cũng là mở nữa, cho nên A là khác rỗng và vừa đóng vừa mở trong X. Cho nên các bạn sử dụng cái nhận xét này nè, nhận xét số 2 này. Thì khi đó X với topo rời rạc là không liên thông. Trong trường hợp này các bạn nhớ là chúng ta xét X là tập có nhiều hơn một phần tử các bạn. Bởi vì tập mà có một phần tử, không gian topo mình chỉ gồm một phần tử thì luôn luôn là liên thông trong ví dụ số 2 nè. Rồi, chúng ta sẽ đi vào ví dụ thứ tư. Xét R với topo thông thường và các bạn xét Q như là một không gian con của R, thì khi đó Q nó là không liên thông. Và hơn nữa, nếu như các bạn xét bản thân Q như là một không gian topo với cái topo cảm sinh trên R đó, thì các tập con liên thông của Q chỉ là tập gồm một phần tử thôi. Còn nếu như nó có nhiều hơn một phần tử thì nó không liên thông. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh ha các bạn. Chúng ta sẽ đi chứng minh như thế này. Giả sử là Y là con của Q, là một tập con của Q mà có nhiều hơn một phần tử thì Y nó không liên thông. Thì nếu như các bạn chứng minh được điều này
thì các bạn chứng minh được nguyên bài tập này luôn, đúng không? Bởi vì trong trường hợp này nè, nếu như quy bằng quy thì quy không liên thông, hoặc là và tất bất kỳ một cái tập y nào con của quy mà có nhiều hơn một phần tử đều không liên thông, thì cái tập chỉ gồm một phần tử là các tập duy nhất mà nó là liên thông. Bởi vì cho các bạn đã biết rằng tập gồm một phần tử nó là một không gian liên thông. Đó. Thì khi mà y này nè nó có nhiều hơn một phần tử thì sẽ tồn tại hai cái phần tử p và q thuộc vào y, sao cho p và q là phân biệt. Đó. Và khi đó thì luôn luôn bạn có thể luôn luôn giả sử là p nó nhỏ hơn q. Và do q nó trùng mật trong r nè, cho nên là luôn luôn tồn tại một số r là số vô tỉ sao cho r nó nằm giữa p và q. Đó, thì khi đó y nè nó chính bằng y giao với r hiệu đi cái r này. Bởi vì sao? Bởi vì tập y này đang là tập các số hữu tỉ mà, nó là tập con của q. Cho nên là khi bạn lấy r này hiệu đi r mà r là số vô tỉ đó, thành thử là y nó chính bằng y là giao với r hiệu đi cái phần tử r nhỏ này luôn. Rõ ha các bạn? Đó. Mà r hiệu đi cho các phần tử r nhỏ này nè, nó chính là hợp của hai cái khoảng mở trừ vô cùng đến r và r đến cộng vô cùng. Nó khoảng mở nha các bạn. Đó. Mà cái giao này nè, nó chính là y giao với cái khoảng mở này hợp với là y giao với khoảng mở này. Đó. Nhưng mà các bạn chú ý nè, các bạn đang xét y là con của q và q là con của r, cho nên là chúng ta đang xét y như là một không gian con của r với topo thông thường. Cho nên là y giao với khoảng mở này chính là một tập mở trong y ha, bởi vì cái khoảng mở này là mở trong r mà. Đó, và tương tự cái anh này cũng là một cái tập mở trong y luôn. Như vậy nếu như các bạn đặt a là cái tập màu xanh nè, b là tập màu đỏ, thì khi đó các bạn có ba điều sau đây. Điều thứ nhất là a là khác rỗng. Vì sao? Vì phần tử p thuộc vào a. Vì các bạn ở đây nè, do là các bạn lấy r nó nằm giữa p và q á, ha, và a là cái giao này, đó thì a khác rỗng, đó, và tương tự như vậy b cũng khác rỗng, đó, cho nên a và b là hai tập khác rỗng. Thứ hai nữa là a và b là mở trong y là chúng ta vừa mới giải thích ở đây. Thứ ba là hợp giữa a với b nó chính là y luôn, đó. Như vậy là từ ba điều này chứng tỏ là các cặp gồm hai tập a b đây nó là một tách của y, cho nên là y là không liên thông. Vậy là chúng ta chứng minh xong ha. Rồi bây giờ chúng ta qua ví dụ số 5. R với topo bù hữu hạn là liên thông. Topo bù hữu hạn là gì vậy các bạn? Ở trong bài 1 đó mình đã nói ngay về topo bù hữu hạn là cái topo mà nó là hợp của tập cái họ gồm tập rỗng và cái họ những cái tập g sao cho phần bù của g trong r là hữu hạn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chứng minh tại sao r với topo bù hữu hạn là liên thông. Bây giờ các bạn chứng minh bằng phản chứng, các bạn giả sử ngược lại là r với topo bù hữu hạn là không liên thông. Không liên thông thì theo định nghĩa sẽ tồn tại một tách của không gian topo này, tức là tồn tại g và h là các tập mở không rỗng. Mở không rỗng ha, sao cho hợp của nó chính là bằng r và giao của nó là bằng rỗng. Đó. Nhưng mà do g và h là không rỗng và nhìn lại cái topo bù hữu hạn nè, do nó không rỗng cho nên là phần bù của g và phần bù của h luôn trong r nó phải là hữu hạn. Cho nên là phần bù của g trong r nó phải là một cái tập hữu hạn như thế này. Và phần bù của h trong r cũng là một cái tập hữu hạn như thế này ha. Rồi bây giờ các bạn có là g giao với h là bằng rỗng đó, mà điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là r hiệu đi g giao với h nó chính bằng r luôn đó, mà r hiệu đi g giao với h nó chính là r hiệu đi g hợp với r hiệu đi h. Đây là luật De Morgan. Mà r hiệu đi g là tập này,
R hiệu đi H là tập này. Như vậy là nhìn nào các bạn, vế trái là R, vế phải là tập hợp này, là vô lý. Vì sao vô lý? Vì R là tập vô hạn và tập này là tập hữu hạn. Rồi tương tự như ví dụ số 5, thì nếu như các bạn xét R với topo bù đếm được thì nó cũng là liên thông. Topo bù đếm được, cái chữ mình đã giảng cho các bạn ở bài 1 rất là rõ đó. Chữ co-count này có nghĩa là co-countable đó các bạn. Nó có nghĩa là cái topo mà nó là hợp của cái họ gồm tập rỗng, và cái họ bên này là các họ các tập con của R sao cho phần bù của nó trong R là đếm được. Đó. Thì các bạn cũng chứng minh tương tự như trong cái ví dụ số 5 này. Thì các bạn có được cái không gian topo bù đếm được nó là liên thông. Ha. Rồi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã quan tâm theo dõi bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng này với rất nhiều ví dụ như thế sẽ giúp cho các bạn hiểu về không gian liên thông. Trong các bài giảng sau thì mình sẽ tiếp tục giảng một số kết quả sâu hơn về không gian liên thông và còn cho các bạn thêm rất là nhiều ví dụ với hình vẽ minh họa nữa. Chúc các bạn học thật là tốt và có thật là nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng sau. Chào các bạn.